Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, tối ngày 11 tháng 8 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Đội Quản lý Thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành đón dừng và kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 60C03553 do Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1987, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc. Qua khám phương tiện, Đội Quản lý Thị trường số 7 phát hiện trên xe có vận chuyển trái phép một lượng lớn máy móc, hàng điện lạnh cũ, các loại thuộc diện cấm nhập khẩu, gồm 244 dàn nóng điều hòa, 269 dàn lạnh điều hòa, 8 máy rửa bát, 6 máy lọc không khí các loại đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trị giá toàn bộ lô hàng ước tính khoảng 500 triệu đồng. Đội Quản lý Thị trường số 7 đã thiết lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.